Nói đúng ra thì bé Thủy cũng giỏi, gọn gàng. Nhưng mà có cái là thí dụ như mẹ cái gì mẹ không bằng lòng mẹ nói là cứ mặt buồn buồn không nói. Bảo ăn thì thấy, ủa sao Thủy không ăn cơm con? Mẹ cứ ăn trước thì chúc con ăn là mình biết à? Biết giận hả? Không, tại lúc đó thực ra là cũng mới về mà. Bình thường thì ông xã em cũng đi làm. Tính ra cái thời gian mẹ ở chung với mẹ còn nhiều hơn với ông xã nữa. Lúc mới về một tuần thì em chỉ lúc đó mẹ em còn nói tiếng Hà Nội còn hơi khó nghe một chút, vậy em cũng phải ráng em nghe. Mà vừa nghe mà vừa cũng lo là không biết mình trả lời làm sao cho vừa ý của mẹ. Cho nên những cái chuyện mà cần nói hay là không cần nói thì không dám nói luôn. Những ngày đầu nó hơi áp lực ha. Chào Quỳnh Linh. Dạ. Chào Lê Lộc. Dạ, anh chào cô. Cô tên là Trần Thị Thanh Nhàn. Năm nay được 63 cái xuân xanh. Thời nhìn trẻ quá hả? Dạ. Rất là an nhàn, rất là bình yên luôn. Thanh Nhàn mà. Dạ. Nay thì đã về hưu. Dạ. Nhưng mà cũng công tác xã hội ở phường, làm tổ trưởng tổ dân phố. Quá dữ. Dạ, xin mời chị giới thiệu về mình ạ. Em xin chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào Lê Lộc. Dạ. Xin chào quý vị khán giả. Mình tên là Thu Thủy. Tuổi mình năm nay là 40. Wow. Trời ơi, trẻ quá à. 40 tuổi. Tuổi đâu bằng Lê Lộc đó chứ. Chị có lẽ gì tụi chị hai mấy tuổi không á. Thì bây giờ con chị nó cũng lớn rồi, em có hai đứa. Hai con cũng lớn. Hai con thấy chưa. Con chị là bao nhiêu tuổi rồi? Chị một con 17 với là một 13. Trời ơi. Con lớn con tôi luôn. Thật ra là chị cũng làm dâu cách đây cũng 18 năm rồi. Hả? Làm dâu 18 năm. Đúng rồi. Wow. Chúc mừng trong 18 năm. Ngưỡng mộ quá. Quá ngưỡng mộ. Vậy thì còn nhớ lại 18 năm trước, cái ngày đầu mà cô gặp con dâu tương lai của mình, cô cảm nhận người con gái này như thế nào? Ngày đầu tiên Dũng dẫn bé Thủy về. Dạ. Nhìn thì gái nhà quê mà cũng xinh xắn. Gái quê đấy đó hả? Quê. Trời, đâu ai tưởng gái quê đâu trời. Xinh xắn thì hiền lành. Dạ. Nhưng cũng trắng trẻo đó. Đến nhà giới thiệu là đây là bạn gái của con. Dạ. Cái ngồi uống nước. Uống nước mọi người vui vẻ. Nói gì hỏi gì trả lời đó. Cười. Khi mà lịch sự, khi mà uống nước xong là thấy dọn dẹp mà tích tách trà xuống dưới. Dạ. Là thấy là có ý. Thấy được rồi đó. Đúng rồi. Còn không biết chị thì sao ta. Thì bây giờ mà nhắc lại thì nó cũng hơi bồi hồi một chút. Nhắc lại ký ức ngày xưa ha. Thì hồi xưa mà tới với mẹ, bây giờ là mình còn non lắm. Dạ. Mặc dù là cũng đi học và ra trường rồi. Cũng là năm đầu tiên đi làm. Thì bữa đó anh xã mình á là rủ tới nhà chơi, là mình biết cũng là ra mắt đó. Yeah. Nhưng mà thật ra là đi mình cũng lo lắm, tại vì nghe nói ảnh thì rất là thương mẹ, mọi chuyện là đều nghe lời mẹ hết á. Yeah. Cho nên mình cũng tới thì mình cũng cố gắng thoải mái thôi. Nhưng mà lần đầu tiên mình tới thì lúc đó thì mẹ của mình tròn hơn một chút, bề thế hơn một chút. Yeah. Nhưng mà mình có sợ cảm giác như thế nào không chị? Lo chứ, như là mình biết là người Hà Nội mà không biết làm mình phải sao cho thích ứng. À. Chào hỏi xong rồi thì bà nói liền, mà nói là hôm nay đi làm việc không mà lại tới đây. Dạ. Dạ. Thì mẹ nhớ không, mẹ hỏi con như vậy thì có nói là hôm nay con được nghỉ nên anh Dũng chở tới thăm cô. Hỏi cô khỏe không thì mẹ chị lại không trả lời liền, mà mẹ lại nói là đúng rồi, anh Dũng nhà này nhiều bạn lắm thì cô cũng đang muốn kiếm dâu. Nghe câu đó sợ sợ chứ bộ. Dạ. Ủa nhưng mà sao lại cô lại nói câu đó vậy cô? Cô đang thử thách. Thì đó thì mẹ em nói luôn, con dâu nhà này á không có cần gì nhiều, chỉ là ở nhà với cha mẹ chồng rồi lo việc cho chồng con gia đình thôi. Thôi sao là mở rồi đó, chỉ cần lo cho chồng con là được rồi. Nhưng mà sau đó thì khi mà về làm dâu đó, cô này còn quá trẻ, với lại gia đình thực sự là mình là người Bắc đó, và có những cái văn hóa này kia nó cũng khác với người Nam. Đúng rồi. Vậy thì cô dâu có hoàn thành nhiệm vụ của mình không cô? Nói đúng ra thì bé Thủy cũng giỏi, gọn gàng. Nhưng mà có cái là thí dụ như mẹ cái gì mẹ không bằng lòng mẹ nói là cứ mặt buồn buồn không nói. Bảo ăn thì thấy, ủa sao Thủy không ăn cơm con? Mẹ cứ ăn trước thì chúc con ăn là mình biết à. Biết giận hả? Không, tại lúc đó thực ra là cũng mới về mà. Bình thường thì ông xã em cũng đi làm. Tính ra cái thời gian mẹ ở chung với mẹ còn nhiều hơn với ông xã nữa. Lúc mới về một tuần thì em chỉ lúc đó mẹ em còn nói tiếng Hà Nội còn hơi khó nghe một chút, vậy em cũng phải ráng em nghe. Mà vừa nghe mà vừa cũng lo là không biết mình trả lời làm sao cho vừa ý của mẹ. Cho nên những cái chuyện mà cần nói hay là không cần nói thì không dám nói luôn. Những ngày đầu nó hơi áp lực ha.
khoảng bao lâu thì cái áp lực nó hết? Thì ở lâu chung... à, ha. Lâu à. Lâu là bao lâu cô nhớ không cô? Tại vì bé nó không có, nó không có chia sẻ mở đúng rồi, không mở lòng đúng rồi, đúng rồi. Cái gì về cũng nói chồng không à? Mà trong khi đó ở nhà mà mẹ mấy con ở nhau nói. Mà không nói làm như ghét rồi không? Thôi thì đó, cho nên cái đó là kinh nghiệm thôi. Như Lê Lộc sau này mà có gia đình thì chị khuyên nên thay đổi. Là mình giống vậy như xưa, mình phải mở ra, mình phải mở lòng ra. Dạ. Nhưng mấy năm thì cái sự ngại ngùng đó, sợ sệt đó nó không còn nữa. Thì em nghĩ là tới cái đứa thứ hai, em sanh bé thứ hai ra. À, lâu như vậy đó hả? Là từ cái khoảnh khắc nào hay từ cái sự kiện nào thì mình mới có thể là coi mẹ chồng như mẹ ruột được chị? Thật ra làm bình thường thì mẹ chị không có dữ, không có ác. Dạ. Chị biết, nhưng mà nếu mà nói mở lời thì thật sự chị rất là khó mở lời. Ngại. Bởi vì bình thường á, ở nhà là mẹ chị cũng hay nói lắm, không hay nói hay hỏi lắm. Nhưng mà nhiều khi thì mình nói ra được thì mình sợ lỡ lời. Đó cho nên cứ giữ như vậy á. Rồi tới tính một... cô thì nóng. Dạ. Thẳng tính, thấy không vừa lòng là nói liền. Trong nhà mọi chuyện là mẹ em quán, mẹ em chỉ dẫn rất là tốt. Cô là nữ tướng trong nhà đó ha. Cô cảm giác là cô hợp với con dâu mình điều gì? Sạch sẽ, ngăn nắp. À. Nhưng con cái không ấy là chiều con, bà nội không chịu, chiều quá. Dạ. Bây giờ nó lớn rồi, phải để cho nó phải biết làm nọ biết làm kia, có gì mẹ làm hết. Dạ, tại vì anh biết không, ở trong nhà em quan niệm là mình ở nhà rồi thì cứ trong ngoài mình cứ lo phụ con, cứ lo cho con đi, rồi nhiều khi con nó nhìn thấy mình như vậy thì nó sẽ cũng sẽ tự bắt chước, chứ không phải em bình thường em không phải chiều con là tất cả mọi thứ đều chiều theo hết. Em biết cái nếp nhà rất là tốt. Như tới bây giờ mấy đứa con nó lớn thì nó cũng ngoan ngoãn thôi, nó không sao hết. Dạ. Có bao giờ hai cái quan điểm đó gặp nhau và đâm ra mâu thuẫn với nhau, cãi nhau không? Thì cãi dạ, thì không có, cãi nhớ cũng có một lần đó mẹ. Một lần thì ở nhà mấy mẹ con lúc đó em cũng muốn bệnh trong người, mà mấy đứa nhỏ nó quấy hay là nó bị lỗi cái gì đó, em giận quá thì em la. Con em thì lúc đó nhỏ nó cũng nhát đòn lắm, mà chỉ cầm bắt đầu mình kiếm roi cái là bắt đầu nó dãy la lên. La lên thì ông bà dưới nhà chạy lên à, thì lúc đó mẹ em thì nóng ruột quá thì mới nói một câu là chị có quyền gì mà đánh con không. Chắc cũng lúc đó cũng căng thẳng dữ à. Lúc đó thì em đau xót. Dạ. Em biết là bà cũng nóng ruột thương cháu, nhưng mà ít ra trong nhà thì em cũng nghĩ là cho em một cái quyền để mà dạy con. Chứ bình thường thì như mẹ biết rồi đó, trong nhà ai nói gì em cũng nghe hết. Thời em nghĩ một phần mình không có làm ra tiền, mình không có lo vụ tài chánh, chỉ lo việc trong nhà thôi. Mẹ cái gì mẹ vui, ba vui hay là gia đình vui thì là em vui hết. Có bao giờ mà giận hơn cái điều đó, muốn bỏ nhà ra đi không? Dạ chưa. Chưa hả? Chị cũng chưa đến mức mâu thuẫn lắm. Có những con dâu á, là ở với mẹ chồng bỏ đi cả chục lần luôn á. Thậm chí có ý định bỏ đi cũng rất nhiều lần luôn. Cái đó mới là mâu thuẫn lớn. Còn cái này có thể là mỗi người chịu đựng một chút và làm hòa với nhau đó. Dạ. Chứ đôi khi cái vụ này đó mà không rõ đó là nó cái mâu thuẫn nó kéo dài. Thì có một giai đoạn á, thì mẹ nhớ không, mẹ bị bệnh. Thì lúc đó hai đứa em chồng á thì nó cũng mắc làm công việc, nó không có chăm. Thì cuối cùng ở nhà chỉ có em với ông xã thôi. Ông xã thì cứ ra vô, còn em thì trực trong bệnh viện. Rồi bé lăng xăng, nói chung là bé thấy bé rất là chu đáo. Lúc chăm đó cả. Là rất là sợ sệt, lúc đấy sợ mẹ có vấn đề gì. Yeah. Đó, thì chăm sóc mẹ rất là tốt. Yeah. Thế là từ đó thì hai mẹ con với mở với cởi mở, với bắt đầu nói chuyện, với bắt đầu gần gũi nhau nhiều hơn. Nhưng mà cô ơi, có điều gì mà cô chưa hài lòng ở người con dâu của mình không? Nhiều hả mẹ? Thì em biết mà, nhà chị thì dưới quê. Dạ. Chị học lên thì mới vô thì cũng bỡ ngỡ lắm. À, mặc dù được cái là mẹ chị thì chị cố gắng chị làm cũng nhiều khi cũng được hay không được gì á thì mẹ chị không la, nhưng mà mẹ chị hay nói là chị phải làm thế này, chị làm thế này đó, phải làm như thế này, phải làm như thế này. Thì có đôi khi những cái lời như vậy khi làm mình chị cảm thấy nó sao sao, không có được gần gũi lắm phải không chị? Tại bình thường mình quen ở nhà mình theo dụ như con hay cháu hay giận quá thì cứ tiếng mày tiếng tôi nên nói gì, mà nên nhiều khi em cũng không biết là cảm xúc của mẹ như thế nào nữa. Không, mà em cũng hay đó, 18 năm mà có những lúc mà chịu đựng không nói không gì hết là cũng hay đó. Tại vì chú Quỳnh Linh biết sao, mình nói nó im rồi còn đâu mà gây nữa. Đúng không?
chị cứ cười thôi. Nghĩ là của mẹ con mà nhiều khi cái thời gian mình sống nó bên nhau như vậy mình không nên nói, mà nếu mình đã nói rồi thì có thể là chắc mình phải biến mất luôn. Chứ cái chuyện mà tranh cãi thì em nghĩ là không có nên. Bởi vì thật ra em biết là mẹ khó gần, mẹ không nói, nhưng mà cái biểu lộ cái hành động lại quan tâm. Giống như những dịp lễ Tết hay nhà em mà có đám tiệc gì đó mẹ không có về thì mẹ cũng kêu ông xã em là lo lắng quà cáp rồi đem về đầy đủ, nhưng mà tại mẹ em có bệnh đó, nên ít đi xa được lắm. Chính là cái sự quan tâm đó mà nó xóa đi những cái gọi là stress trong em, áp lực trong em, đúng không? Dạ. Cái chuyện bếp núc á cô, có bao giờ con dâu làm không hài lòng cô chuyện bếp núc chưa? Thì không có bếp núc thì có chứ sao không có, đúng không? Tại vì mình khó chịu mà. Anh Quyền Linh biết không, ở nhà mẹ em á cái tánh rất là kỹ, mặc dù là rộng rãi chứ không phải là tính toán, nhưng mà mẹ muốn cái nào nó cũng phải vừa với cái đó, nghĩa là thí dụ như trong ngày một phần ăn như vậy thì nó phải đủ như vậy, đừng nên dư, dư là phung phí. Bởi vì qua một ngày sau đồ ăn cũ là mẹ em không có ăn lại được, không cho cả nhà ăn luôn. À, mà anh biết nhiều khi không có tốt cho sức khỏe. Đúng rồi, cái đó tốt mà. Dạ, thì nhiều khi mới em không biết. Không biết. Thí dụ còn đồ ngon đó thì để qua bữa sau em làm lại em ăn hay đó thì mình tiết kiệm thôi, thì mẹ lại la. Cái chặng đường 18 năm rồi phải nói thật sự vượt qua rất nhiều cái trở ngại đó. Bây giờ nói thì cũng có rất nhiều cái áp lực, nhưng đến bây giờ thì họ vẫn hạnh phúc với nhau. Trong cái câu chuyện này anh thấy rằng em là một nàng dâu khéo léo hả? Chú Quỳnh Linh với Lê Lộc biết không, bây giờ ở riêng á mà chạy xe mới chạy, nhưng mà mẹ ơi con có cái chỗ xì ba này thấy lắm, con đăng ký cho mẹ là mẹ đẹp. Con mình đi thế là chạy xuống hai mẹ con đi. Giờ như hai người bạn rồi. Đúng rồi. Đấy, chúng ta còn gắn nhau cả cuộc đời luôn, cần có sự thoải mái như thế. Chúng ta xem coi chồng của em nói gì với gia đình này nha. Tôi và gia đình cũng hay thường coi cái chương trình Hai Chồng Nàng Dâu này nhiều. Thì đi làm về nhà thì nghe mà gái nói bà nội với mẹ muốn đăng ký tham gia chương trình này, tôi rất là bất ngờ. Mình cảm thấy chương trình này nó mang tính nhân văn rất là nhiều, nó làm cho các thành viên được gắn kết lại với nhau. Thông qua chương trình mình cũng cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện để mà mẹ chồng với nàng dâu được hiểu nhau nhiều hơn, tạo ra hạnh phúc nói chung là câu chuyện ngày hôm nay, mặc dù ngày xa xưa ký ức nó có những nhiều cái áp lực, nhưng bây giờ nó hạnh phúc lắm rồi. Tôi nghĩ rằng là đây là một trong những cái gia đình mà đến bây giờ đã trải qua những chặng đường rất khó khăn, nhưng đã hiểu nhau và gần như hai là một rồi đó. Hôm nay thì cô có muốn con dâu cô thay đổi điều gì trong cuộc sống hay không? Con thì cũng hoàn hảo rồi, nhưng mẹ muốn con là mở lòng rồi với mẹ một chút nữa để mẹ con mình hiểu nhau hơn, với cả tất cả cả nhà đều vui vẻ. Chứ nhiều khi con buồn buồn con không nói thì nhiều khi mẹ cũng biết đâu mà mẹ. Như đó là cái tính rồi, nhưng mà để con cố gắng sửa đổi. Rồi không biết chị có mong muốn mẹ điều gì ngày hôm nay không? Thì qua chương trình này thì con mới biết mẹ là cái tánh con như vậy lâu rồi mà mẹ không có hài lòng. Thì thôi con cũng hứa là con sẽ thay đổi. Thì bây giờ mẹ thấy con cũng thay đổi rồi đó. Thì nếu mà mẹ muốn được thì con sẽ cố gắng. Mẹ con mình cứ nói chuyện rồi gần gũi thì có thể mẹ sẽ vui hơn. Rồi hai mẹ con ôm nhau nào, đứng về ôm nhau thế nào. Cảm ơn con. Ở đây sẵn đây con có một món quà con muốn tặng mẹ. Wow. Nhưng mà cái quà này em nói Linh nghe cái lịch sử vậy nè. Bình thường á, ông xã em hay mua quà gì cho em qua tặng mẹ thì anh nói cứ nói là em mua không à, để cho mẹ vui. Nhưng mà thật sự lần này là em mua thiệt. Trời ơi, có quà nó xíu quá. Thì cái này là cái dây chuyền, cái mặt màu xanh mà con thấy mẹ mới mua cái áo đẹp nè. Rồi, đẹp quá, đâu ướp gì cho mẹ đi. Nó cùng tông. Để con để dành nữa rồi con mua cho mẹ thêm một bộ, đủ một bộ. Đẹp quá. Đẹp quá. Cảm ơn. Cảm mẹ ơn cảm nhận thế nào? Cảm ơn con yêu. Cảm ơn con dâu yêu. Chúc gia đình mãi mãi có những nụ cười thế này và hãy mở lòng với nhau nữa, bởi vì 18 năm rồi, còn 18 năm nữa rồi 18 năm nữa sẽ tiếp tục tiếp diễn ha. Chúc cho gia đình chúng ta mãi mãi hạnh phúc. Gửi tặng một kỷ niệm của chương trình. Cảm ơn Quỳnh Linh. Dạ, con cũng xin được thay mặt chương trình gửi tặng hai mẹ con mình một ít quà. Ala Bio với thành phần 5 Ala được chứng nhận lâm sàng về hiệu quả tăng cường chuyển hóa đường thành năng lượng, giúp ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị đái tháo đường. Dạ, xin gửi tặng chị. Dạ, còn đây là Yakio cân điện tử ạ. Còn đây là một năm sử dụng nước giặt xả đậm đặc thế hệ mới 6-1 Carefor, sản phẩm được nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan bởi công ty THT Việt Nam.
Care For gắn kết yêu thương hương thơm còn mãi. Còn đây là một phần quà giá trị, một chiếc Smart TV 32 inch trị giá 4.690.000 đồng của thương hiệu Akino của công ty cổ phần Phúc Ngọc Anh, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt. Con xin cảm ơn cô và chị đã đến tham gia chương trình ạ. Cảm ơn Quỳnh Linh, cảm ơn Lê Lộc. Dạ, cảm ơn cô ạ. Dạ, cảm ơn chị.